Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong thủy may mắn của chúng tôi. Quý vị thân mến, vật phẩm phong thủy hay còn được gọi là với cái tên pháp khí, chúng không chỉ đơn giản là những đồ trang trí, trang sức hay là phụ kiện trưng bày cho đẹp mắt mà còn có khả năng vượt bậc như là chiêu tài hoặc hóa sát. Chọn lựa vật phẩm phong thủy để bày biện trong nhà cũng khiến cho gia chủ quan tâm cân nhắc sao cho phù hợp với tuổi tác mệnh của mình. Bởi vì mỗi vật phẩm phong thủy mang lại đến công năng cho từng vận mệnh khác nhau. Nếu không sử dụng và bài trí vật phẩm phong thủy đúng cách thì chúng sẽ không phát huy được công năng, thậm chí còn gây ra hậu quả đáng tiếc cho chủ nhân. Do vậy, cần lưu ý trong việc lựa chọn cũng như là chỗ để đặt vật phẩm phong thủy sao cho phù hợp. Ngày hôm nay, Phong thủy may mắn sẽ giới thiệu cho các bạn 9 vật phẩm nên đặt trong nhà để gia chủ luôn thịnh vượng trong năm mới. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong cuộc sống của chúng ta thì luôn tồn tại những trường năng lượng bí ẩn trong vũ trụ. Đây có thể là những năng lượng tốt hoặc là xấu, ảnh hưởng trực tiếp tới công việc, đời sống của chúng ta mỗi ngày. Tuy nhiên thì chúng ta lại không thể nhìn thấy những trường năng lượng ấy. Trải qua hàng triệu năm sống trên trái đất, con người đã phát hiện ra có một số đồ vật có hình dạng và chất liệu nhất định để có thể thu được nguồn năng lượng tốt, mà các loại vật phẩm phong thủy chính là những đồ vật như vậy. Với kinh nghiệm sống của mình thì người ta thấy rằng chỉ cần đặt những vật này trong nhà thì cuộc sống sẽ tốt hơn bởi những trường năng lượng tốt mà chúng thu được. Theo khoa học phong thủy thì số phận con người luôn xoay quanh quan hệ ngũ hành. Vận dụng đúng dòng vận động của âm dương ngũ hành trong phong thủy sẽ giúp mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ. Dưới đây là những món vật phẩm phong thủy tốt cho ngôi nhà của bạn. Cây tre may mắn. Cây tre may mắn còn được gọi là cây phất dụ, được coi là cây phong thủy phổ biến vì ý nghĩa của tre may mắn, đóng một vai trò quan trọng như một ví dụ sống động của các yếu tố phong thủy của nước, gỗ, đất. Khi bạn đặt cây này trong chậu đúng cách thì nó có thể đem đến lửa và kim loại cân bằng yếu tố trong năm. Nếu ngược lại, nó sẽ phản tác dụng. Một cây tre may mắn nhỏ trong nhà mang lại may mắn và có phong thủy tốt. Ngày nay, bạn có thể bắt gặp rất nhiều cây phất dụ khác nhau trong hầu hết các cửa hàng cây cảnh, hoa cảnh. Tuy nhiên thì cây phất dụ trong các ứng dụng phong thủy thường là giải pháp được quan tâm nhiều nhất. Mặc dù dễ chăm sóc và là một loài cây rất là khoan dung, phất dụ vẫn cần tình yêu và sự quan tâm chu đáo. Đừng sợ chạm vào cây phất dụ của bạn và chăm sóc nó. Lý do tre phong thủy được tin tưởng là đem đến sự may mắn bởi vì sức sống hòa bình và phát triển mạnh mẽ của nó. Bản thân cây tre luôn mang lại nguồn năng lượng rất là yên bình và thông thái vào trong ngôi nhà của bạn. Nó dạy cho con người một nguyên tắc cơ bản, đó là làm thế nào để đạt được sự linh hoạt và thư thái từ bên trong. Từ đó, tâm hồn có thể tự do lưu thông và chữa lành mọi phiền muộn, đau thương. Nếu có điều kiện trồng cây phất dụ trong vườn, bạn sẽ cảm nhận được âm thanh nhẹ nhàng và gần như là trong veo của nó. Điều này cũng đúng đối với chuông gió phong thủy làm bằng tre và năng lượng của sàn nhà tre. Nhìn chung đây là lý do vì sao giải pháp phong thủy đặc biệt này được đánh giá là may mắn. Một cây phất dụ nhỏ xinh trưng bày trong nhà sẽ phát huy được tác dụng tối đa khi nó được kết hợp đại diện cho cả 5 yếu tố tốt cho phong thủy cụ thể. Hành mộc gỗ chỉ riêng cây phất dụ, hành thổ đất cây phất dụ trồng trong đá, hành thủy nước cây phất dụ trồng trong nước, hành hỏa lửa tất cả những chậu cây đều được thắt một chiếc nơ màu đỏ. Hành kim, kim loại, chậu thủy tinh thuộc về hành kim theo phong thủy. Nếu trồng cây phất dụ các loại chậu khác chậu thủy tinh như là chậu đất nung, chậu gốm thì phải có thêm một đồng tiền xu hoặc tượng kim loại đi kèm. Số lượng thân cây mang một ý nghĩa riêng. Thông thường thì bạn sẽ chọn ra một số cây cụ thể tùy thuộc vào mong muốn của bản thân. Số 2 tượng trưng cho tình yêu và hôn nhân, số 3 tượng trưng cho hạnh phúc, số 5 tượng trưng cho sức khỏe và số 8 tượng trưng cho tài lộc, sự thịnh vượng, số 9 tượng trưng cho cơ hội lớn. Điều cần lưu ý là phải chăm chút cho cây luôn xanh tốt thì mới đạt được hiệu quả về mặt phong thủy. Bạn nên trồng đặt phất dụ ở phía đông hoặc là đông nam ngôi nhà, khu vực đại diện cho mộc là nơi có ánh sáng thích hợp cho cây phát triển tốt. Tam đa phúc lộc thọ.
Đời một con người suy cho cùng thì cũng chỉ cần ba thứ này: phúc, lộc, thọ. Và cũng bởi vậy mà dân gian đã tôn sùng ba ông phúc, lộc, thọ thành các vị thần linh để thờ phụng trong nhà. Ba ông phúc, lộc, thọ luôn đi cùng với nhau là bởi câu chuyện có thật về các nhân vật có thật dưới đây. Ông Phúc xuất phát từ câu chuyện về một vị quan thanh liêm từ đời nhà Đường, và cũng vì quá liêm khiết nên dù làm quan nhưng cuộc sống chỉ đủ ăn, không khá giả. Tuy nhiên thì con cháu của ông rất nhiều, đến khi ông mất, số con cháu quây quần đông không xuể và được người đời truyền tụng ông là người hưởng phúc nhất thế gian. Ông Lộc, đời nhà Tấn có một vị quan làm đến chức thừa tướng, nhưng thay vì là một vị quan liêm khiết thì ông lại là một tham quan, gia sản cao như núi nhưng lại tuyệt đường có cháu. Ông ngã bệnh chết sớm trong hoàn cảnh điều hưu, không người thăm viếng. Ông Thọ cũng là một câu chuyện về một thừa tướng đời Hán, tính tình liêm khiết, chính trực, không nhận đút lót. Ông không có nhiều con cháu như là ông Phúc nhưng lại sống thọ hơn 100 tuổi. Đến khi ông mất thì con cháu xung quanh cũng không còn ai. Câu chuyện đời của ba vị trên thấy rằng người có thứ này thì người được thứ kia, nhưng không có ai là hoàn hảo. Có phúc thì không có lộc, có thọ thì lại không được hưởng phúc. Có lộc thì sống không thọ và không được hưởng phúc. Do vậy người đời mới có ước mong rằng sẽ có được đồng thời cả ba thứ trên, nên mới để ba ông đặt cạnh nhau tạo thành bộ tam đa. Cũng cần lưu ý rằng thì các ông tam đa mà dân gian thờ là hình tượng hóa cái tốt từ ba nhân vật có thật ở trên, chứ không phải là thờ ba nhân vật trên. Các ông tam đa phúc lộc thọ thường được tạc tượng gỗ hoặc là đá đặt ở nơi trang trọng nhất trong nhà, như là phòng khách, phòng làm việc. Phải đặt đúng theo vị trí là ông Lộc ở giữa, ông Phúc bên trái và ông Thọ bên phải, nên đặt hướng ba ông ra ngoài và tránh vị trí đối diện cửa chính. Không được đặt ở vị trí kém trang trọng như là bếp ăn, phòng tắm, nhà kho hoặc là nơi có mặt nền thấp. Cóc thiềm thừ. Thiềm thừ chính là tên Hán Việt của cóc ba chân ngậm tiền. Đây là vật phẩm phong thủy bậc nhất trong phong thủy để chiêu tài, vì là biểu tượng kiếm tiền may mắn bậc nhất. Thiềm thừ là một con cóc ba chân miệng ngậm tiền vàng, là loại vật phẩm chuyên dùng để giữ tài khí, giúp tài lộc đầy nhà. Thiềm thừ không có hậu môn và ăn vàng bạc nên tiền chỉ có vào mà không có ra. Theo truyền thuyết thì mặc dù chỉ luôn ăn vào tiền bạc, nhưng khi gặp những người nghèo, thiềm thừ lại nhả ra để giúp đỡ họ, nên đây là một linh vật đáng kính. Thiềm thừ có cách sử dụng hoàn toàn trái ngược với tỳ hưu, tức là đặt thiềm thừ hướng từ ngoài vào trong nhà chứ không phải là từ trong ra ngoài. Lý do là bởi vì tỳ hưu thiên về hút tài khí nên phải hướng miệng của nó ra ngoài để lấy nguồn tài khí vô tận bốn phương. Còn thiềm thừ là linh vật chuyên giữ tài khí nên cần hướng nó vào trong để ngăn tài khí thoát ra ngoài. Thiềm thừ cũng không cần dùng theo cặp như tỳ hưu, chỉ cần một con duy nhất đặt bất cứ vị trí nào có thể của căn nhà. Linh vật này dù được thiết kế theo hình dạng và bằng chất liệu nào cũng đều có ba chân. Dưới chân là rất nhiều đồng tiền cổ, trên miệng ngậm một đồng tiền vàng. Danh sách các đồ vật phong thủy đặt trong phòng khách không thể thiếu thiềm thừ, nhưng cần phải chọn đúng vị trí, ở chỗ thấp, đúng với đường chéo đối diện với cửa chính. Khi đặt cóc tài lộc, gia chủ có thể đặt ở bất kỳ góc nào đối diện với cửa trước của nhà để có hiệu quả tốt nhất. Tốt nhất nên đặt một con cóc hướng ra ngoài để thu tiền và một con quay vào trong để mang tiền vào nhà. Cóc ngậm tiền không được đặt trực diện với cửa chính và cửa sổ để tránh nhả hết tiền và vận may ra ngoài. Nên đặt vật phẩm này hướng về phía cửa trước đồng bộ theo số lẻ đủ 9 con thì cực kỳ hanh thông tài vận. Mặt khác thì gia chủ cũng có thể để những con cóc tài lộc dưới bàn, đằng sau chiếc ghế dài hoặc là trong các khu vực kín đáo khác trong nhà để cóc có thể mang lại may mắn. Nhưng cần lưu ý là không nên để nó trong phòng ngủ. Thuyền buồm phong thủy biểu tượng cho sự giàu có. Theo nhiều câu chuyện từ xa xưa trở về sau thì những cuộc chinh phạt khác nhau, các con tàu mang đầy ắp của cải đồ đạc cập bến cảng với sự reo hò của rất nhiều người. Cũng vì thế mà con tàu mang đến hình ảnh việc chở đầy của cải, biểu tượng của sự giàu có sung túc. Vì thế một con tàu nhỏ được đặt lên bàn làm việc cũng mang rất nhiều ý nghĩa. Bạn nên chọn con tàu theo hướng ngược lại với cửa ra vào, hàm ý con tàu mang nhiều của cải đến với gia đình bạn. Tránh để con tàu hướng ra phía cửa ra vào.
Ngoài ra thì bạn cũng nên đổ đầy tiền xu vào trong con tàu biểu tượng, con tàu đang chở những kho báu khổng lồ đến với gia đình bạn. Cây kim tiền biểu trưng cho thịnh vượng. Theo các nhà phong thủy thì kim tiền là loại cây biểu trưng cho sự thịnh vượng, với lá có hình khá giống với trái tim và mùi thơm ngát. Kim tiền là loại cây tốt lành nên được đặt ở trong nhà. Cây kim tiền thì biểu trưng cho sự tăng trưởng và rất tốt cho đường tài lộc. Gia chủ nên đặt loài cây này ở khu vực phía đông nam của ngôi nhà, đó là góc phổ biến để kích hoạt may mắn tiền bạc. Cây kim tiền cũng có thể được đặt ở phía đông hoặc là nam. Bạn có thể có những cây này trong phòng khách, văn phòng của bạn, nhưng không bao giờ nên đặt chúng trong phòng ngủ hoặc là phòng tắm của bạn. Kho báu vàng, lọ phong thủy. Theo phong thủy thì gia chủ có thể tự tay làm một kho báu vàng trong nhà để đón nhận vận khí may mắn. Trong kho báu này thì gia chủ có thể để những thỏi vàng giả hay là những viên ngọc có nhiều màu sắc để biểu trưng cho tài lộc được tập trung tại ngôi nhà. Kho báu theo phong thủy này sẽ mang đến một nguồn tài lộc dồi dào, và nếu được đặt ở khu vực sinh hoạt chung, nó sẽ giúp thu hút nhiều của cải và vận may cho đến ngôi nhà. Để có kết quả tốt nhất thì hãy đặt ở khu vực phía Tây, Tây Bắc hoặc là phía Bắc của khu vực phòng khách hoặc phòng bếp. Tự tay bạn cũng có thể tạo ra một chiếc lọ phong thủy riêng cho mình. Chiếc lọ phong thủy sẽ chứa những vật phẩm quý giá của bạn và được đậy nắp lại. Lưu ý, chiếc lọ này không được phép hở. Theo phong thủy, nếu bạn giấu kín chiếc lọ phong thủy này trong phòng ngủ hoặc trong tủ, vận khí tài lộc sẽ có thể tăng lên nhiều. Tuy nhiên, đừng bao giờ để lọ phong thủy này ở đối diện với cửa trước, vì điều này tượng trưng cho sự giàu có của bạn đang bị cạn kiệt. Tượng thần tài. Trong phong thủy chiêu tài và các đồ vật phong thủy đặt trong phòng khách, thì thần tài Tai Sen Gen xưa nay vẫn luôn là vua của các vị thần tài vận và là một trong những người đứng ngôi đầu bảng trong các vị thần của cải phổ biến ở châu Á. Thần tài này thì thường được mô tả trong các bức tượng ở tư thế ngồi trên lưng hổ, đầy quyền uy và vững chãi. Trên tay ông là rất nhiều tiền vàng, mình mặc áo rồng. Nơi đặt tượng thần tài tốt nhất chính là trước cửa ra vào, nên để mặt của thần hướng thẳng ra cửa. Đặc biệt lưu ý không đặt tượng thần tài trong phòng ngủ vì bạn sẽ nhận được hiệu ứng ngược, không hề gặp may. Hồ lô phong thủy. Hồ lô là biểu tượng giúp cho bảo vệ con người khỏi tai ương, cái chết không tự nhiên và bệnh tật nặng nề, đồng thời còn tượng trưng cho cuộc sống, trường thọ cùng với sức khỏe viên mãn. Vận dụng thường có hình trái bầu, chuyên dùng để đựng nước, rượu. Chúng ta thường thấy ông thọ luôn đeo hồ lô trên người. Theo văn hóa dân gian thì hồ lô được sử dụng lâu đời ở một số tộc người miền Nam Trung Quốc. Ở đây người ta coi hồ lô như một thứ pháp khí có thể thu hút tà khí, luôn treo ở trước cửa ra vào để xua đuổi tà ma, sử dụng những chiếc hồ lô nhỏ để đeo cho những đứa trẻ. Ý nghĩa và công dụng như là lá bùa hiện nay mà chúng ta thường xin ở chùa về. Vì thế mà hồ lô là biểu tượng của sự an lành, sức khỏe. Bầu hồ lô là một trong những đồ vật gắn liền với tác dụng trừ tà và cũng là vật phẩm phong thủy được rất nhiều người ưa chuộng hiện nay. Tuy nhiên thì không phải ai cũng biết cách treo hồ lô phong thủy sao cho phù hợp. Các nhà phong thủy khuyên nên treo 3 cái hồ lô ở đầu giường người bệnh. Ngoài thuốc thang chăm sóc thì nó cũng có tác dụng giúp người mắc bệnh lâu ngày mau chóng khỏe lại. Tốt nhất thì nên treo ở phương vị thiên y, trong phòng ngủ, bên cạnh giường hoặc treo trên ô tô sẽ có tác dụng rất lớn trong việc mang lại sự bình yên, bảo vệ sức khỏe, chống lại bệnh tật cho bạn. Trong nhà thì nếu vợ chồng bạc duyên chung giường mà không chung mộng thì có thể treo một cái hồ lô đồng ở đầu giường, có thể nó sẽ nối lại sợi dây tình cảm và cũng có khi lại đem lại những cảm xúc ngọt ngào như thời mới yêu nhau. Ý nghĩa của trái bầu hồ lô trong phong thủy. Hồ lô hay là quả bầu khô là một trong những đồ vật phong thủy được nhiều người sử dụng nhất, không như kỳ lân, tỳ hưu hay là thiềm thử. Khi bài trí các vật phẩm phong thủy trên thì cần phải cẩn thận để tránh trường hợp phản tác dụng, linh vật quay sang cắn ngược chủ nhà, hoặc là cần phải khai quang nhãn cho các linh vật. Hồ lô là vật phẩm phong thủy hiền lành hơn hẳn. Bầu hồ lô là biểu tượng giúp bảo vệ con người khỏi tai ương, cái chết không tự nhiên và bệnh tật nặng nề, nó cũng tượng trưng cho cuộc sống, trường thọ và sức khỏe viên mãn. Theo khoa học phương Đông thì hồ lô có lịch sử lâu đời, ngày xưa thường được sử dụng trong việc chế tạo, làm một số đồ thủ công mỹ nghệ. Theo thời gian thì con người còn sử dụng các vật liệu khác để chế tạo nên hồ lô như ngọc, gỗ, kim loại.
hồ lô được sử dụng như một vật đựng đồ trang trí trong nhà, phụ kiện theo bên người. Theo phong thủy học, người ta coi hồ lô như một vật thể kỳ diệu, có thể cải thiện phong thủy và tăng cường phúc khí. Hiện nay, để có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng của nhiều người, quả bầu hồ lô phong thủy bắt đầu đa dạng hơn về chất liệu và cầu kỳ hơn về kiểu dáng. Hồ lô được đúc bằng kim loại pha lê hoặc là được sơn thêm màu, gắn thêm đồng xu phong thủy. Vậy, bầu hồ lô có tác dụng như thế nào trong phong thủy? Ta thường thấy bên cạnh ông Thọ luôn treo một bình hồ lô lớn, vì vậy hồ lô được coi là đồ vật tượng trưng cho sức khỏe và sự trường thọ. Ngày nay thì người ta tượng trưng trong nhà là loại hồ lô bát tiên được đúc bằng đồng với mong muốn điều hòa các khí trong nhà, hóa giải sát khí và thu hút cát khí. Nhiều gia đình sử dụng quả hồ lô để đựng rượu, không những có ý nghĩa về mặt thẩm mỹ mà còn có tác dụng nâng cao chất lượng lẫn hương vị của rượu lên. Trong dân gian lưu truyền ngày xưa, những người hành nghề đạo sĩ khi ra ngoài trừ tà, trên người không thể thiếu được hai đồ vật, đó chính là bùa và hồ lô. Nhưng theo thời gian, hồ lô được chuyển thành kiếm gỗ đào. Hồ lô trong thuyết âm dương có tác dụng hút và hóa giải tà khí, quỷ khí. Những quả hồ lô hay là được chế tạo nhỏ hơn lòng bàn tay thường được sử dụng như một vật phẩm trang trí, có thể đem theo bên mình. Có thể mua các loại quả hồ lô nhỏ được tạo từ kim loại hoặc là ngọc để làm móc chìa khóa treo trong ô tô. Chuông gió. Chuông gió hay còn gọi là phong linh là một trong những đồ vật trang trí tạo âm thanh vui tai, báo khách đến, hướng gió. Đồng thời đây cũng là vật phẩm có ý nghĩa rất lớn về phong thủy. Nhưng không phải việc treo chuông gió bất cứ đâu cũng đều được, mà để đảm bảo tác dụng của chuông gió thì sẽ cần phải biết cách chọn chuông gió, vị trí treo chuông gió cho phù hợp. Tác dụng của chuông gió trong phong thủy. Chuông gió ngoài tác dụng trang trí tạo ra những âm thanh vui tai, thú vị, còn có thể mang nhiều giá trị về mặt phong thủy. Trong quan niệm về tâm linh, Phật giáo thì tĩnh là chết, động là sống. Do đó, sự xuất hiện của chuông gió phong thủy sẽ giúp cho không gian có được những âm thanh tạo cảm giác sống cho căn nhà. Do đó, khi chuông gió phát ra những bản âm thanh thì nó cũng có nghĩa là báo hiệu tiềm lành tới. Theo phong thủy thì chuông gió có hai tác dụng chính gồm hóa giải vận xui, xua đuổi tà âm. Chuông gió hút tài lộc, may mắn. Chuông gió đẹp và có nhiều loại từ hình dáng, màu sắc tới kích thước vật liệu. Nhưng yếu tố này cũng ảnh hưởng tới ý nghĩa phong thủy của chuông gió. Nếu biết cách tận dụng vật liệu hình dáng vào việc chọn theo vị trí chuông gió tốt thì sẽ phát huy được nguồn năng lượng cho gia chủ. Quy tắc chọn và treo chuông gió theo phong thủy như sau. Chọn chuông gió hợp với hướng nhà. Chọn theo vật liệu, nhà hướng Tây, Tây Bắc, Bắc thì nên chọn chuông gió có chất liệu bằng kim loại. Nhà hướng Đông, Đông Nam, Nam nên chọn chuông gió có chất liệu bằng tre, gỗ. Nhà hướng Tây Nam, Đông Bắc nên chọn chuông gió có chất liệu bằng đất sét nung, gốm sứ và treo ở vị trí trung tâm. Chuông gió có thể điều tiết được năng lượng ngũ hành trong nhà nếu bạn biết cách lựa chọn chúng. Chọn theo hình dáng. Những chiếc chuông gió hình trái tim bằng đất sét sẽ rất hợp với hướng Tây Nam thuộc cung đại diện cho tình cảm và nên đặt ở trong nhà, khu vực sân vườn. Chuông gió có các hình đức Phật giúp năng lượng được phát triển tốt nhất ở hướng Đông Bắc, cung đại diện cho trí tuệ. Chọn chuông gió phong thủy theo số thanh. Chuông gió để tạo được âm thanh sẽ cần phải có các thanh giống và thanh đặc với thiết kế đan xen lẫn nhau giúp tạo nên âm thanh thanh trầm. Nhưng xét về mặt phong thủy thì những chiếc chuông có số lượng thanh là 5, 6 hay là 8 sẽ có tác dụng xua đuổi tà khí tốt nhất. Chọn treo chuông gió theo tuổi mệnh gia chủ. Những người mệnh kim, mộc, thủy, hỏa, thổ nên treo chuông gió loại gì? Về phong thủy, mệnh của mỗi người sẽ phù hợp với những loại vật chất khác nhau, cho nên vật liệu màu sắc chuông gió cũng cần phải đảm bảo quy tắc ngũ hành tương sinh. 12 con giáp sẽ có tương ứng với các mệnh khác nhau phụ thuộc vào năm sinh, do đó để chọn treo chuông gió theo tuổi thì sẽ cần biết tuổi của bạn là thuộc mệnh gì. Những người mệnh kim thì nên treo chuông gió bằng kim loại có màu vàng, trắng, ánh kim, tránh các màu hồng và đỏ. Những người mệnh thủy thì nên treo chuông gió bằng kim loại với trắng hoặc là xanh và không nên chọn màu vàng, đất, đỏ. Những người mệnh hỏa thì nên treo chuông gió bằng gỗ, tre với màu vàng và màu nâu.
Người mệnh mộc thì nên treo chuông gió làm bằng tre hoặc gỗ với màu nâu. Người mệnh thổ thì thích hợp với chuông gió làm bằng gốm, sứ, đá với màu vàng, hồng, đỏ, nâu đất và tránh các màu xanh lá, xanh đen và đen. Những cái kỵ khi treo chuông gió trong nhà: tránh treo chuông gió phong thủy ở nơi kín, không phát huy được tác dụng, dễ quy tụ hung khí. Chuông gió không được treo trên đường quỷ, đường được vẽ bằng đường thẳng, hướng từ đông bắc sang tây nam đối diện. Không treo chuông gió ở phòng vệ sinh vì nhà vệ sinh âm khí nặng, dễ dẫn tới điều chẳng lành. Chỉ treo chuông gió trong phòng ngủ, trong một số trường hợp cửa phạm phong thủy và treo đúng hướng cung mệnh. Nếu cửa phòng ngủ không phạm phong thủy nhà ở thì không nên treo, tránh làm ảnh hưởng tới không gian yên tĩnh. Không treo chuông gió trong phòng bếp bởi nó kích thích hỏa khí nhiều, dương quá thịnh. Quý vị thân mến, đối với nhiều người, nhà cửa chắc chắn không phải chỉ là nơi để che nắng che mưa, nơi trở về sau bộn bề mệt mỏi của công việc. Ngôi nhà còn quyết định đến tinh thần, cuộc sống, sự nghiệp của mỗi cá nhân. Việc bày trí cũng như là lựa chọn các vật phẩm phong thủy sao cho phù hợp với từng không gian của ngôi nhà sẽ giúp cho gia chủ cải thiện được tiền tài, công danh, vận mệnh, tình cảm. Hy vọng rằng những gì mà phong thủy may mắn đem đến cho các bạn ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn có được kiến thức để lựa chọn những vật phẩm phong thủy phù hợp. Chúc quý cô chú, quý anh chị một ngày làm việc hiệu quả. Hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.